Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu bức tranh như là trình này nhé, cổ xưa cho mọi người. Ngày tô cho mình để có những bức tranh đẹp, ok. Và mình sẽ bắt tô luôn để đúng mất thời gian của mọi người. Người hát tốt cho mình. Mọi người ta không tắm cho nó rồi.
ba tháng thì mình đi tắm cái gì tiếp theo. Bức tranh của tôi rất đẹp. Mình sẽ tiếp tục tôi nhé. Ok. Mời tôi đến đâu rồi? Đã được Quý không đánh. Quý ốm. Gần bị viện. Khổ tình. Đèn chẳng sử nhiều. Thế nên là mình không được đánh online nên mình quyết định méo cho đội nào online hết. Mấy đội kia có mấy đội định online? Dạ. Thế mình cho phát tất cả và đánh off luôn. Bảo cái bọn này off là ủng hộ chuyện đấy đi, phát là chúng nó vào thì nó ủng hộ hết. Thế thôi, bọn kia cũng buộc phải đánh off hết. Quý không là đánh on. Không, nó ốm. Vấn đề được, nhưng mà được thì được ấy, nhưng mà nó ốm không đánh được. Cho thằng Khanh là cũng được. Không biết sao Tùng về kịp không ấy. Tùng đi đâu? Nó đang ủng hộ thì mình. Vậy là hệ khó rồi. Không biết tối nay về hay sao ấy. Thì dễ hủy lắm. Hủy khi mai. Trong người thì vẫn bí qua kiếm à kiếm kiếm em thì cũng được. Cho Lê Quang Quyến vào. Mà sau và cho Lê Quang Quyến trước nha mọi người. Bảo nó dùng luôn nick của Chí. Đó thì cũng được. Bọn nó biết mặt, biết tên đéo được. Với cả nó cho mình thay người nhưng mà thôi. Dính sao? Good job.